Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, công viên khủng long. Và bây giờ thì mình đã cho thêm thức ăn vào những cái máy cho ăn hết rồi. Thành thử ra là sắp tới nhỏ mà mình có trồng mấy cái cây thời tiền sử trong này thì chắc cũng không bị voi ăn mất đâu. Mình tin là như vậy. Và giờ các bạn có để ý không? Là ẻm đã mọc ngà rồi. Rất là đẹp đó nha. Nhưng mà cái ngà này thì ngược lại so với ngà voi bình thường nha. Ngà voi bình thường sẽ cong lên đấy. Còn riêng cái loài này thì cái ngà sẽ cong xuống. Mà cũng khá là đặc biệt. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào trong nhà để bắt đầu công việc ngày hôm nay thôi. Hôm qua thì mình có thuần phục Spinosaurus. Và cái kết là bị Spino cắn một lúc, bể luôn cái nón cổ xưa rồi. Bất cẩn một tẹo thôi là mất liền cái nón. Hơi tiếc một xíu. Nhưng mà không sao, bữa nay mình sẽ làm một cái nón mới bằng hóa thạch khủng long luôn. Mình cũng có khá là nhiều xương nè. Rồi hóa thạch thì bữa giờ cũng còn dư một vài cái đầu. Đây, mình sẽ dùng tạo một cái đầu khủng long này đi. Rồi sau đó mình sẽ chế tạo theo công thức như vậy. Là mình sẽ được một cái nón xương nha. Và cái nón này khi mình đội vào, nhìn cũng khá là đẹp nè. Wow, được á. Mà không biết độ bền của cái nón này thì như thế nào ấy nhờ. Cái nón này đội vô mình sẽ có hai cái lỗ ở trên kìa. Giống như hai cái lỗ mũi vậy á. Nó sẽ ít giáp hơn cái nón kim cương một tẹo. Nếu mà bây giờ mình thử làm full set đồ thì sao ta? Đây mình sẽ lấy thêm hai cái xương khủng long để thử làm thêm cái áo coi. Mình thấy cái áo xương khủng long cũng rất là đẹp. Rồi làm thử luôn, bữa nay test thử nào. Mặc vào một cái. Uầy, đẹp thật ấy chứ. Nhìn nó kiểu hoang dã kiểu gì á. Tuy nhiên thì nó không cộng cho mình nhiều giáp nha. Lỡ rồi, đầu tư luôn. Bị ghiền rồi, chết rồi. Ghiền làm giáp xương khủng long rồi. Nên là làm luôn cái quần. Và thêm một cái ủng nữa cho đủ bộ. Đây giờ thì mới được nè. Rồi, mặc full set luôn. Coi kìa, đẹp lắm. Nhìn chất chơi thiệt sự. Như vậy thì mình còn có thể thấy được skin của mình nữa cơ. Giáp thì nó chỉ thua giáp kim cương một tẹo à. Wow, xứng đáng để mình đầu tư á nha. Nhưng mà không biết độ bền thì như thế nào. Xương khủng long này chắc cũng sẽ rất là chắc ấy. Nên mình sẽ thử đi chiến đấu một tí. Nếu mà bền thì mình mặc luôn, làm bộ giáp chính. Cái gì đây? Chim gỗ kiến. Mình phát hiện ở đây có chim gỗ kiến kìa. Trời ơi. Để coi một hồi chim gỗ kiến sẽ gõ có lủng được cái lỗ trên cây không nha. Gõ đi. Đó. Gõ liên tục kìa. Trời, dữ vậy. Bên đây nó có cái chỗ giống như có cái công trình ở dưới lòng đất hay sao nè. Để mình qua mình coi thử coi. Có phải như vậy không? Cúc cu. Có dùm bay. Độ bền của cái áo giáp xương khủng long là 400. Nó bền gần bằng giáp kim cương này. Why? Được quá ta. Chỉ có điều là cái nón thì nó hơi khó chịu một chỗ là nó hơi cản tầm nhìn của mình một tí ấy. Trong này thì cho mình một cái giáp sói kim cương. Ok. Nhưng mà nói chung thì bộ giáp này mình đánh giá cũng khá là cao ấy. Vừa thẩm mỹ mà cũng phòng thủ tương đối là tốt. Bên này mình thấy có cái chỗ ngọc lục bảo nè. Để mình qua mình lấy cây cúp gia tài của mình ra mình đào. Kiếm thêm. Rồi, được mấy viên? 8 viên luôn, quá đã. Đằng kia là cái thanh niên dân làng đột biến mà hay đập chuồng khủng long của mình kìa. Hôm bữa nghe nói là hăng lắm chứ gì. Đội nón vô. Ripper đánh bom cam tử. Trời ơi, nó chọi cho bom vô mặt mình. Chết tiệt thiệt. Rồi, bữa nay còn bày đặt dắt thêm cái tên người lùn ở trên lưng nữa cơ. Được lắm. Người tận đứng ở trên là an toàn hả? Bắn cho gụng luôn. Nó tức giận à. Vô. Này thì tức giận hả? Tức giận rồi tỉnh làm gì mình? Nay là mình đã khác rồi nha. Lộc không phải là Lộc của ngày hôm kia đâu. Bạn bị tin rồi. Xa xa mình thấy có con Enderman gì lạ vậy?
Ôi, Enderman mà trắng tinh luôn. Enderman bạch tạng à. Cái gì vậy? What the heck? What? Ôi, nó đâu rồi? Ui, ghê quá. Ui, ui, nó biến hình rồi. Mèn đét ơi. Oh my god. Loại Enderman gì mà đáng sợ vậy? Ui, nó đâu rồi, nó đâu rồi? Ui, nó tele đi đâu rồi? Kìa kìa, nữa nè. Wow. Đây. Mình sẽ khô máu cho nó luôn. Mình quýnh nó bể giáp rồi. Đâu người tele đi đâu? Này thì Enderman bạch tạng nè. Ghê thật chứ. Nè nữa. Nó còn một người anh em khác nữa. À, nó bắn ra cái chùm tia gì á. Ghê lắm. Nhưng mà mình chỉ cần đánh bể giáp nó thôi là nó sẽ yếu liền. Này, nó mặc bộ giáp nhìn cũng đẹp hết. Rước bộ giáp ra đây. Rước ra đi. Một nhát của mình thôi là chặt bể giáp nó liền. Rồi thêm trời mưa nữa, tàn đời nó rồi. Enderman thì sợ nước chứ sợ mưa lắm. Ý, nó bị mưa chết, làm chết queo rồi cả. Yay, an toàn rồi. Ui, sợ thiệt luôn á. Mình không ngờ lại có loài Enderman bạch tạng nguy hiểm đến như vậy. Và nó còn rơi ra cho mình một cái được gọi là Rifted Enderpear. Ồ, một cái ngọc Ender đặc biệt. Và mình có thể làm được một cái quyển sách về những cái loài quái thú. Cái này chắc về nhà mình ghép với sách rồi mình nghiên cứu thêm mới được. Wow. Ui, cái đêm này hơi bất ổn đó nha. Ồ, gần đây còn có ngôi làng nữa hả? Để coi làng có cần trợ giúp gì không. Mình vô mình giúp làng. Còn không thì mình về nhà để mình làm tiếp công việc ngày hôm nay cái đã. Nãy giờ đi test giáp mình thấy là bộ giáp này rất là đáng để đầu tư luôn ấy. Ừ, mặc dù là mình cũng khá thích cái nón này đó, nhưng mà nó hơi kiểu choáng cái tầm nhìn của mình á. Nên tầm thời mình sẽ đội nó cũng như là một cái món trang trí thôi. Và mình sẽ thay vào đấy là một cái nón bằng ngọc lục bảo chẳng hạn. Đây, mình sẽ làm một cái nón bằng ngọc lục bảo đi. Để thay thế cho nó nha. Đấy, nó vẫn cộng giáp đầy đủ cho mình thôi. Đúng không ta? Đúng không? Có bằng giáp không? Ồ, còn hơn được nửa giáp cơ. Quá tốt luôn. À, và để tăng cái khả năng phòng ngự lên thì chắc mình sẽ cường hóa cái bộ giáp xương khủng long này một tẹo. Để coi. Gai, no. Nè, bảo vệ tốt nè. Có chậm hỏng luôn. Bảo vệ khỏi sát thương khi rơi thì không cần lắm. Bảo vệ 3. Lại có thêm gai. Ai chết tiệt mà. À, bảo vệ 4. Còn có multi-jump luôn. Ừ, là mình nhớ mình có quyển sách multi-jump ở trong đây thì phải. Multi-jump cấp độ 3 luôn ấy. Water walking nè. Đây, multi-jump cấp độ 3 mình sẽ ghép lại để thành multi-jump cấp độ 4. Yeah. Chắc mình phải sớm tìm cái dòng sửa chữa để mình ghép vào cái bộ giáp xương của mình thôi. Không thôi là nó sẽ kiểu rất là dễ bị hư mà mình khó lòng mà sửa lại được ấy. Rồi, và mình vừa ghép thêm cái dòng water walking vào. Để giờ mình thử nha, coi mình có đi bộ trên nước được không. Ừ, được nè. Cái dòng water walking hay thiệt á. Mình hoàn toàn có thể đi bộ trên nước giống như là trên mặt đất nè. Tốt nha. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ làm luôn cái quyển sách nghiên cứu về cái con Enderman bạch tạng coi. Để coi nào. Gì đây? Wow, nó chỉ mình mấy cái nghi thức gì vậy? Ui, đây là cái con Enderman bạch tạng nè. À, nó chỉ là con Enderman bạch tạng sẽ có cái hiệu ứng tấn công là chùm tia này. Rồi sức tấn công của nó là 5 chấm. Nó có 40 máu. Và nó còn rơi ra cho mình cái ngọc này khi mà mình tiêu diệt. Và ngọc này thì mình còn có thể làm được cái lọ thuốc gì nữa. Bên cạnh đó còn có những tên pháp sư có ngọn lửa tím. Rồi có con hồn ma màu xanh nè. Đặc tính của nó là có thể bị cháy dưới ánh nắng mặt trời. Ủa, đây là con gì đây? Ủa, cái con này giống cái thanh niên dân làng mà hay chọi đất mình ấy nhờ. Giống lắm.
Wow, rất là nhiều quái vật luôn. Đây là cái con ở dưới địa ngục nè. Gồm xương hai đầu nữa chứ. À, hay đó nha. Ồ, có rất là nhiều loài quái vật dữ mà mình chưa gặp luôn. Hy vọng trong thời gian sắp tới mình sẽ sớm gặp được nó rồi farm để lấy những cái vật phẩm mà nó rơi ra chế tạo đồ xịn. Quá hay, cái này mình nên cất nè. Nghiên cứu về quái thú các thứ. Rồi, trở lại với công việc khảo cổ học của mình. Bây giờ thì mình sẽ kiểu như là hồi sinh thêm vài cái loài khủng long nữa. Hôm qua mình đã có thêm mấy cái DNA mới luôn. Trong đó có DNA của cái loài này mình thấy khá là lạ nè. Ceratodactylus. Cái loài này hình như có cánh hay sao ấy. Nên mình sẽ thử trong ngày hôm nay luôn nhá. Rồi thêm Dimetrodon nữa nè. Hai loài. Thêm Citipati đi. Rồi, cái ba loại luôn. Và cái mấy cái loại này thì khá là mới, thành thử ra là mình cũng phải ngồi đây canh chừng á. Tại vì không biết được là cái quá trình up nó có được. Cái loại này mình không thể up bằng cái máy up này được rồi. Vậy là mình phải làm một cái máy up mới rồi. Không biết cái máy này có chạy được hay không nữa nè. Rồi cho nó vô. Bao gu vào. Chạy không? Sao thấy nó đứng yên vậy ta? A few moments later. Rồi luôn, mình biết rồi. Mình có search Google là mấy cái khối này á, hiện tại đang trong giai đoạn phát triển nên là chưa có dùng được à. Vậy là coi như cái DNA này mình không thể kiểu như là ấp thành trứng rồi. Oh man, ổn vậy. Hai loài luôn à. Tiếc thiệt chứ. Thôi thì lựa hai cái DNA khác thôi chứ biết sao giờ. Ồ, mình có khá là nhiều cái DNA của ốc anh Vũ nè. Không biết ốc anh Vũ trong đây trông như thế nào nhờ. Mình sẽ thử hồi sinh một cặp coi. Rồi thêm Citipati nè. Rồi thêm loài nào nữa ta. Gallimimus thì mình đã có khá là nhiều trong chuồng rồi. À, Therizinosaurus. Ồ, được luôn. Vậy là được 4 cái DNA. Rồi dưới này thì mình có 4 cái máy up luôn. Hợp lý, cho vào. Trong lúc này thì mình sẽ lên trên và lấy cái hóa thạch màu nâu nâu này để mình thử nhận may mới được. Để coi với đúng duy nhất một cái hóa thạch nâu này, mình có thể kiểu như kiếm được một cái DNA của một cái loài trong kỷ băng hà hay không. Nhân phẩm. Trời đất ơi. Cho mình một cục đá núi lửa. Ồ, hơi xui nhờ. Bây giờ mình mới để ý ta. Mình có quá trời những cái tấp lịch luôn. Cái này trang trí đẹp lắm. Đây, mình sẽ trang trí cho cái chỗ phòng nghiên cứu của mình. Mình sẽ kiếm những bức tranh đẹp đẹp mình gắn vào. Ồ, nhưng mà nó hơi lệch. Ok, chỗ này là trung tâm nè. Ở đó là cái vị thần gì mà mặc bikini rồi trên trán còn có cái scarab gem kìa. Bên đây là có khủng long, hình như là khủng long bạo chúa hay sao á. Wow, đẹp nha. Ồ, bên đây thì hình như là có một cái loài gì nhìn cũng ghê lắm nè. Ui, ở đây thì đang thực hiện một cái nghi thức gì á. Ồ, cái cổng này giống cổng địa ngục vậy. Wow, còn bên đây là một bức tranh nhưng mà bị rách hết một phần rồi. Hình như đây là cái quá trình đi săn khủng long hay sao á. Nè, mình thấy kiểu như thổ dân đang buộc khủng long nè. Nhìn độc ác vậy. Trời ơi. Còn bức cuối cùng. Ồ, cái này là giống khủng long bạo chúa nha. Đi săn khủng long hay sao á. Ồ, còn cái này là hình như là có một người đang đánh nhau với một cái tên kiểu như tên ác quỷ hay sao nè. Wow, cũng hay ho đấy. Ok, vậy là toàn bộ số stone tablet đã được mình gắn vào và biến cho cái khu vực viện nghiên cứu của mình nó đỡ trống hơn rồi. Sắp tới thì mấy khu vực này mình sẽ tận dụng nó sau, nên là tạm thời mình cứ bỏ trống đi. Mà giờ mình mới để ý cái phòng của mình thì nó bự như vậy mà có đúng 4 cái máy ấp thôi thì nó hơi ít nhờ. Mình phải đầu tư mới được. Giờ mình cũng khá giả hơn rồi, để mình làm thêm vài cái máy ấp nữa đi. Rồi, giờ thì mình làm được thêm
10 cái máy ấp ra. Sau này thì thoải mái mà ấp cùng lúc nhiều cái loài khủng long luôn. Rồi mình sẽ phân chia ra cho nó đồng đều một tí. Đập cái này. Thêm 2 cái máy ở hai bên. Đó, vừa đẹp luôn. Và có một số máy đã ấp xong rồi nè. Mình sẽ bắt đầu lấy trứng khủng long ra. Yeah, 2 lò rồi. Oh, còn đây là trứng của ốc anh Vũ. Trứng màu cam cam, nhìn cũng đẹp hết. Rồi, giờ thì lên trên và ấp trứng thôi. Chắc mình sẽ ấp thử trứng ốc anh Vũ trước. Tại vì đây là một loài sống ở dưới nước. Mà hiện tại mình có đúng một cái hồ này thôi hả ta? Không được, ấp trong đây rồi lỡ cá sấu quả tiễn ăn luôn rồi sao? No. Phải kiếm một cái hồ nước khác mới được. À đây, cái hồ nhỏ nhỏ này chắc là đủ cho ốc anh Vũ sống này. Hợp lý. Mình sẽ cho ốc anh Vũ xuống. Ủa? Ồ, cái này không cần ấp luôn. Mình chỉ cần để xuống là ốc anh Vũ sống liền rồi. Wow, đã vậy. Ê, ốc anh Vũ cũng đẹp quá nè. Thích nha. Tuyệt cú mèo luôn. Rồi, còn riêng hai cái quả trứng khủng long còn lại là City Party cũng như là Torizinosaurus thì mình cần phải kiếm một nơi nào đó khác để mình ấp mới được. Mà chắc an toàn nhất là mình sẽ ấp ở dưới cái phòng nghiên cứu của mình đi nhờ. Mình thấy cũng ok ấy. Mình ấp hai trứng ở hai bên. Mà để tránh cái trường hợp giống như bữa kia là khủng long sẽ tấn công nhau khi mà vừa nở ra. Thế nên là mình sẽ làm thêm một ít cái hàng rào cho chắc cú. Xích vô. Rồi, ok. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ kiếm thêm một vài cái loài mình có thể ấp trong ngày hôm nay luôn nè. Hình như bữa giờ mình chưa ấp cái DNA nào mà màu xanh lá cây đúng không? Bữa nay mình sẽ thử ấp 3 cái loại DNA màu xanh lá cây mà mình có luôn. Nhưng mà mình đang bị thiếu một chút biogu nè. Rồi, sau khi gặt lúa thì đi múc sữa nữa chứ, còn thiếu sữa. Rồi, lượm trứng gà. Và cuối cùng là chế tạo ra biogu thôi. Giờ thì đi xuống cái phòng nghiên cứu và ấp nào. Mình sẽ ấp 2 cái Tita Alex DNA nè. Rồi tiếp theo là tới Diplocaulus. Và cuối cùng là Edaphalosaurus. Hy vọng quá trình này vẫn sẽ kiểu như diễn ra suôn sẻ giống như là những cái DNA trước. Ê, bên đây thì Torizinosaurus đã nở ra rồi. Wow. Nhưng mà loài này thì chưa được mình thuần phục. Ow. Đây là một loài khủng long ăn cỏ nha. Ô, còn ăn được cả bánh kem à. Wow. Mình đang có một ít lúa mì nè. Mình cho ăn thử coi, biết đâu lại thuần phục được. Ây, chưa thuần phục được. Căng rồi. Còn bên đây thì City Party cũng đã nở ra rồi. Mà được cái là City Party nở phát là được mình thuần phục luôn rồi nè. Quá đã luôn. Và hai loài này thì đều ăn thực vật thôi, nên chắc mình sẽ cho chung sống với nhau cũng không sao đâu. The next day. Ôi. Ủa? Ủa cái gì? Sao lại cắn nhau vậy? Trời ơi, đằng kia thì cái máy ấp của mình đã thất bại rồi. Ui, hai cái thất bại luôn. Cái gì mà bất ổn vậy? No. Trời, thất bại một lượt hai cái luôn. Ui, su vậy ta. Mới sáng sớm mà đã quá trời chuyện bất ổn rồi. Ui, mặc dù hai lò này ăn thực vật nhưng mà vẫn đánh nhau nha. Kỳ vậy. Hồi nãy mình thấy City Party với cả Torizinosaurus cắn nhau quá trời luôn. Ây, không ổn rồi. Giờ mình sẽ up lại cái DNA của Diplocaulus trước rồi đó. Tính ra mình tính xây một cái nơi ở để cho hai loài này sống chung mà gì là không ổn rồi. Vậy là phải xây hai cái nơi khác nhau hả? Căng đi ta. Mà hiện tại thì mình hơi thiếu thủy tinh xíu, nên là phải đi tới cái bờ sông hôm bữa để mình lấy thêm cát mới được. Chỗ này cũng có cát quá trời nè. Để tạm chỗ này cũng ok. Sau khi có cát rồi, mình sẽ trở về nhà để mình nung chúng thôi.
Mình cũng hay nung á, thành thử ra bây giờ mình sẽ nâng cấp cái lò nung mình lên đi. Để mai mốt mình nung nguyên vật liệu xây dựng thì nó cũng nhanh hơn. Và bây giờ thì mình chỉ có thể nâng lên được cấp độ vàng thôi. Nên là mình sẽ đầu tư vài cái lò nung bằng vàng để sướng. Rồi giờ thì thử nha, tốc độ nung nó như thế nào. Úi giời ơi, nó nung nhanh hơn hẳn luôn, quá là đã. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ chọn cái loại hoa văn cho cái chỗ ở của khủng long luôn nè. Mình sẽ thử dùng một loại hoa văn mới đi. Hoa văn này nhìn cũng đẹp hết nè. Đá cội mình nhìn nó cứ như gạch đá ấy. Wow, đẹp, lỗ này đẹp này. Dùng luôn. À, mà cái việc xây dựng của mình hổm rài nó cũng hơi mất thời gian á. Nên là mình sẽ chế tạo thêm một cái công cụ để nó có thể hỗ trợ mình trong cái việc xây dựng nhanh hơn. Đó chính là một cái cây gậy xây dựng. Đây, khu vực này mình thấy còn khá là trống nè. Nên là mình sẽ chọn khu vực này làm nơi ở cho khủng long đi. Nhưng mà trước tiên mình vẫn phải xây một cái vòng tròn trước cái đã. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ dùng cái cây wand này. Đó, các bạn thấy không, nó tiện không? Đó, mình chỉ cần ấn một cái là nó sẽ xây cho mình nguyên một cái lớp luôn. Nó tiện như vậy á. Rồi, và mình sẽ không quên là lần này mình sẽ làm liền cái cánh cửa. Để coi cửa vào mình sẽ đặt hướng nào cho nó phong thủy vậy ta. Hướng này đi, hướng này nó trống nè. Chứ bữa giờ toàn là xây xong các thứ mới nhớ đặt cái cánh cửa không à. Xong phên, công đoạn còn lại là mình sẽ gắn kính vào thôi. Trời ơi, bò đi ra chỗ người ta xây dựng. Chắc bắt bỏ vô lọt nồi luôn quá. Thủy tinh tới đâu rồi? À, thủy tinh nấu xong rồi nè. Nhanh chưa? Quá là siêu tốc luôn. Mình vẫn sẽ dùng cái cây đục thủy tinh này để mình đục nó thành những cái loại thủy tinh đẹp hơn. Mình sẽ dùng thủy tinh nào ta cho nó lạ lạ mắt xíu. Mình thử cái loại thủy tinh này nha. Thử một cục thôi, thử nhiều quá mất công á. Coi có đẹp không. Ôi cái này nó rằng ri quá. Mình thấy trong đây á, thì cái thủy tinh bong bóng này vẫn là đẹp nhất ấy. Ồ chắc mình vẫn dùng cái thủy tinh bong bóng đấy nha. Loại thủy tinh mà hôm qua mình dùng để xây ở cho Spinosaurus ấy. Rồi giờ thì chắc cái ghệ nó nhận rồi đó. Ui da, ai da. Ui có con dâm bay gì thế ghê vậy. Nó bắn ra cầu lửa cơ. Này đi dâm bay, đi chỗ khác. Wow, nó bắn cầu lửa giống như mấy con Suker kia á. Quá cầu y gan luôn. Cẩn thận nó trúng là hơi cháy hơi bị dữ. Rồi giờ thì xây cao lên nè. Ấy. Cao như vậy được chứ nhờ. 1, 2, 3, 4. Ồ cao như vậy là ok rồi đó. Giờ thì mình sẽ đặt thêm một cái lớp lá nữa. Và chính thức hoàn thành một cái chỗ ở đầu tiên cho khủng long rồi. Tương tự thì mình sẽ làm thêm một cái ở đâu đó ngay hướng đối diện đi nhờ. Mình sẽ làm một cái ở ngay hướng đối diện ngay chỗ này. Nhưng mà cần phải lắp cái hồ này lại, kẻo khủng long đi rồi lại lọt xuống hồ á. Và như vậy thì mình đã chính thức xong được hai cái nơi ở cho hai loài khủng long mới rồi. Giờ thì vào trong và bế hai nhóc đó ra ngoài thôi. Đầu tiên sẽ là... Ủa đâu rồi? Đây. Therizinosaurus. Đi thôi. Ở trong đây một hồi đánh nhau với City Party nữa thì toan ấy. Mình không có can kịp đâu á. Tạm thời thì mình sẽ cho em này ở bên cái chuồng ở bên trái. Đặt em xuống cái. Để coi có đi ăn không. Ủa không ăn cỏ hả? Ồ đói mà sao không ăn ta. Gặp mấy loài khủng long ăn cỏ khác là nãy giờ cái đám cỏ này với cái đám hoa này không còn cái nào rồi đó. Tuyệt thật rồi, em này tuyệt thật rồi. À đây, bắt đầu làm quen rồi, bắt đầu ăn rồi đó. Ăn dữ chưa? No luôn rồi nè. Nhưng mà có điều hiện tại thì Therizinosaurus chưa có chịu thuần phục nè. Mình phải tìm cách để dụ dỗ em này về đội của mình mới được. Mà cách dụ dỗ tốt nhất là dụ qua cái đường bao tử nha. Ở đây mình có một ít cái thịt gà nè. Mình sẽ làm thêm vài cái xô. Và sau đó ghép lại thành xô thịt gà. Đem nấu nó lên. Rồi cho vô đây cho nó nấu đi. Rồi nấu chín đó nè. Quá là mau luôn. Cái xô này thì mình sẽ kiểu như làm thành những cái thức ăn tăng trưởng cho khủng long cũng rất là tốt. Một lần như vậy thì mình làm được tới 8 cái lọ lận. Chắc em sẽ khoái lắm á. Đây. Ăn nha. Ui còn đánh mình nữa. Lao thế nhờ. Ây, ui. Au. Trời ơi, cái em này láo thiệt. Ây.
À biết rồi, tại vì hiện tại em bị buồn, đúng. Kiểu bị sợ chết á. Thôi đừng sợ chết nữa, anh cho ăn nè. Đừng sợ chết nữa nha, anh cho ăn no lắm rồi đó. Vẫn chưa chịu thuần phục mình. Vậy là chắc phải cho em chơi banh rồi. Để mình qua đây mình mượn trái banh coi. Trái banh hôm bữa cái em kia đá đi đâu ta? Ui đá bể trái banh rồi hả? Ê cái em này bị mất máu cơ. Oh my god, Bachycephalosaurus đá bể trái banh rồi. Trời đất ơi, thật không thể tin được luôn á. Mình làm một trái banh mới đi. Nhộm luôn. Trái banh màu hồng nam tính luôn nha. Rồi để xuống. Ui nhưng mà giờ em ngủ mất rồi. Rồi sáng thức dậy mình coi em có chơi banh không. Ui con dương bay này đi ra chỗ khác. Còn đi theo mình nữa chứ. Quậy không à. Nè đá banh nè. Để mình qua mình đá banh với khủng long xíu. Nè. Đừng giận nữa mà, đừng tức giận nữa mà. Ờ vui rồi. Bây giờ khủng long đã vui hơn rồi nè. Nè chơi banh đi. Chơi đá banh đi. Chỉ cần khủng long vui vẻ là khủng long sẽ không có đánh mình nữa. Được thật sự luôn. Nè cho ăn thêm thuốc tăng trưởng nè. Rồi. Ui. Ây. Cái gì vậy? À mình hiểu rồi. Khi mà ăn thuốc tăng trưởng á thì khủng long sẽ rất là dễ bị cáu gắt. À ra là vậy. Nè chơi banh đi. Đúng rồi, chơi banh đi. Chơi banh xong là đỡ cáu gắt hơn rồi. Tuy nhiên thì vẫn chưa chịu thuần phục mình. Mình sẽ chơi đá banh với khủng long. Đó là quá trình để mình thuần phục được một loài khủng long mà kiểu cọc tính á. Cũng rất là gian nan á chứ. Mà khi Therizinosaurus kiểu như lớn lên á, sẽ có một cái cặp vuốt ở phía trước nhìn rất là đẹp nữa nhờ. Được á, loài khủng long này mình thấy lớn lên thì không có thay đổi quá nhiều về mặt ngoại hình nhờ. Đấy, cũng ok. Nhưng mà tính tình của loài này thì hơi khó đoán một xíu. Nãy giờ thì mình đã cho khủng long bên kia ăn rồi. Thành thứ ra bây giờ mình cũng phải cho khủng long bên này ăn nữa. Kẻo bị thiệt thòi về kích thước thì sao? Đây, City Party cũng ăn và mau lớn đi nha. Ồ, giờ lớn rồi nè, có cái màu ở phía trên luôn. Để bây giờ mình sẽ thử nha. Mình sẽ đem một loài khủng long khác qua sống chung với City Party coi. Để xem hai loài này có hòa thuận với nhau hay không. Kìa, cái em Riosaurus chủ động giỡn với City Party luôn á. Mà có vẻ em bơ người ta rồi. Ok, hay. Có vẻ hai loài này sống hòa thuận với nhau. Được quá ta. Ok, vậy mình sẽ cho Riosaurus và City Party sống chung nha. Hợp lý á. Trước khi vô nhà để mình qua mình ghé thăm ốc anh Vũ coi. Bây giờ hình như ốc anh Vũ lớn hơn một xíu rồi nè. Wow. Có một cái đặc điểm là khi mình lại gần á thì ốc anh Vũ sẽ thụt vô như vậy nè. Để phòng thủ á. Mình đụng vào thì còn nghe len keng nữa. Kiểu cái vỏ rất là cứng luôn. Ghê rồi khi mình thử đi xa coi. Đó đi xa thì ốc anh Vũ sẽ trở lại bình thường và rất là nhanh nhẹn luôn cả. Đã nha. Có dịp mình đi khám phá biển thì mình sẽ gắn tìm những cái đồ dưới biển như là san hô nè. Rồi mấy cái tảo đó mình gắn dưới này để tạo môi trường kiểu như tự nhiên nhất cho ốc anh Vũ sống trong cái hồ này ha. Đó là kế hoạch của sắp tới. Còn bây giờ thì mình sẽ trở lại cái phòng nghiên cứu của mình. Để mình coi mấy cái DNA kia nó đã kiểu như up tới đâu rồi. Có xong hết chưa? Mình nghĩ là chắc là xong hết rồi đó. Này chính xác luôn. Tita Alex đã xong rồi nè. Rồi Diplocaulus cũng xong luôn. Wow. Như vậy thì mình sẽ có được hai cái trứng không cần ấp và một cái trứng cần ấp này. Đây mình sẽ ấp liền cái trứng của Edaphosaurus nha. Rồi. Còn hai trứng còn lại thì chắc mình có thể tạo ra liền được luôn á. Đây là Diplocaulus này. Nhỏ xíu à, nhìn dễ thương lắm luôn. Loài này thì kiểu như thích ăn cá. Được. Còn nhóc bên đây. Tita Alex thì
ăn cá và thịt luôn nha. Không biết hai loài này có ăn nhau không nữa. Ví dụ mình để gần thôi, có cắn nhau không? Ê ê, có. Trời. Hình như Tita Alex là nằm trong khẩu phần ăn của Diplocaulus hay sao ấy. Không có. Ồ, nhưng mà sao hung dữ, hung dữ vậy? Ui, phải nhốt một trong hai lại thôi. Hết cách rồi, tạm thời mình đã hết nguyên vật liệu xây dựng á, nên là mình sẽ cho hai em này sống ở cái phòng nghiên cứu của mình một thời gian đi. Và sống trong một cái hồ nhân tạo bé xíu xìu xìu luôn. Hơi thiệt thòi một tẹo, nhưng mà mình sẽ gán tranh thủ mình kiếm nguyên vật liệu rồi mình làm nơi ở đàng hoàng cho hai em này thôi. Nên các bạn cứ yên tâm. Tương tự thì các em này cũng ở trong đây luôn nha. Wow, bữa nay mình chào đón rất là nhiều cái loài mới luôn. Và mình cực kỳ bỡ ngỡ khi có rất là nhiều loài kiểu nhìn thì có vẻ hiền lành nha, nhưng mà cái tính tình thì rất là khó chịu và hung dữ. Đáng sớm thì chắc mình sẽ có một chuyến đi khám phá mới được. Bữa nay thì mình không chỉ đi một mình đâu, mà mình sẽ dắt thêm một chiến binh thật sự trong cái công viên khủng long của mình. Đó chính là Spinosaurus. Có Spino đi theo là mình tự tin lắm. Ô, còn có hóa thạch nữa này. Thôi được, kiếm thêm chút đỉnh nè. Mặc dù đi khám phá nhưng mà vẫn không quên là tìm kiếm thêm hóa thạch ấy. Cạnh đây nó còn có một cái vùng đầm lầy nữa hả ta? Wow. À mình nhớ rồi, cái vùng đầm lầy này là cái chỗ mà lần trước mình gặp được cá sấu hoa tiễn nè. Ờ đúng luôn, có quá trời cá sấu hoa tiễn ở chỗ này. Đúng cái vùng mà Spino thích nữa chứ. Trời ơi, đã nha, để mình coi Spino có săn được con cá sấu hoa tiễn nào hay không. Ê, còn có cái con gì mà nhìn dễ thương vậy? Cái con đó có cái lá súng kìa. Oh, Spinosaurus săn rồi kìa. Được, bữa nay mình sẽ cho em thỏ sức đi săn ngoài tự nhiên luôn. Để coi khả năng săn bắt của Spino là như thế nào. Rồi coi, đang bơi đi tìm mục tiêu hay sao đó. Mấy con cá sấu hoa tiễn gặp Spinosaurus là ngán hết trơn rồi. Không con nào dám lén phén lại đây luôn. Spino của mình kiểu ngơ ngơ kiểu gì á. Hay là do mình nhốt lâu quá, cái thành thử ra em mất cái khả năng săn mồi tự nhiên ta. Đây, để mình dắt em qua bên đây để kiếm con mồi cho. Cái gì cũng phải tới tay mình hết á. Đâu rồi, ở đây có mấy cái con này, con gì á? Còn mấy con chim này thôi, không cho em ăn chim đâu. Ăn cá đi, chữ vua đầm lầy mà. Săn bắt cá không được là toan rồi. Ui luôn, Sturgeon với cá sấu hoa tiễn chạy mất tiêu hết trơn rồi. Ê, ở đây có cái người khảo cổ học này. Mình ghé coi, hỏi thăm thử coi. Người này thì không có bán mấy cái ta fossil. Nhưng mà được cái gần đây nó có cái hộ ấy nè. Mình sẽ múc về một xô đi, để mình chế tạo thành mấy cái hộp này. Ui hết luôn rồi. Mình múc cạn dầu thô ở trong này à. Như đây chắc cũng đủ để mình về mình phân tích rồi đấy. Thôi chắc về thôi. Ẩm khủng long về. Nhưng mà trước khi về để mình ghé qua cái rương này cái đó. Mình thấy ở đây có cái rương nè. Ê, lục nghề lâu rồi không mở rương. Hình như mình có chìa khóa vàng không? Không có. Vậy thì mình phải dùng cái lóc bít rồi. Mở khóa nào. Ga nào cũng long. Ây, bể luôn. What the heck. Ê, ripper. Ui, cắn nó khủng long. Cắn nó. Hay lắm. Ui, nguy hiểm thế. Tiếc quá, mình bẻ khóa một cái bể cái đồ bẻ khóa mất rồi. Trời, không nhận chìa khóa vàng mà khó mở gì vậy ta. Về tới nhà là thả em về chỗ cũ liền. Quá trời quậy rồi. Sau đấy thì mình sẽ xuống cái phòng nghiên cứu để mình phân tích những cái hạt đen này. Ngoài ra thì mình cũng sẽ phân tích thêm một ít cái biofossil nữa. Để. Chưa gì đã có được 4 cái hóa thạch. Nâu rồi. Yeah. Đó, lại có thêm nè. Quá nhiều luôn. Nói chung thì ngày hôm nay cũng khá là vui vì mình chào đón rất rất là nhiều loài mới luôn. Từ những loài sống ở dưới nước cho đến những loài sống ở trên cạn. Nhưng mà chỉ đáng tiếc một điều á, là một trong số đó thì chưa có được mình thuần phục. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hơn trong thời gian sắp tới để mình có thể thuần phục cái loài khó tính này.
Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cái hành trình xây dựng công viên khủng long và cũng như thuần phục được những cái loài khủng long có tính. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.